các bạn quay trở lại với tư vấn du học Mát. Kỳ tuyển sinh tháng 3 du học Hàn Quốc vừa trôi qua và bây giờ chính là thời điểm để cho các bạn du học sinh Hàn Quốc tương lai chuẩn bị cho mình những bộ hồ sơ tốt nhất để nộp cho kỳ tuyển sinh tháng 6. Vậy kỳ tuyển sinh tháng 6 có gì khác biệt? Hãy cùng Mát tìm hiểu 3 điểm cần chú ý kỳ tuyển sinh du học Hàn Quốc tháng 6 nhé! Đầu tiên đó chính là về lộ trình, khi nào chọn trường, khi nào gặp trường và thời điểm nào xin visa là thích hợp nhất. Hãy cùng nghe những chia sẻ đến từ chị Hoàng Quỳnh Nga nhé. Chào Minh Trang, chào tất cả các bạn du học sinh có nguyện vọng đi du học Hàn Quốc. Ngày hôm nay rất là vui được chào đón các bạn trở lại với studio của Du học MEP. Chúng ta lại bàn thêm một chủ đề mà nhiều bạn quan tâm, đó là về kỳ tuyển sinh tháng 6 năm 2020. Có thể là các bạn cũng sẽ hỏi là bây giờ chuẩn bị tháng 6 thì có sớm quá không? Bởi vì kỳ tháng 3 bây giờ các bạn đang lục tục nhận mã code này, nhận thư mời này. Có một số trường thì muộn thì mới ra invoice thôi. Thế thì có quá sớm chúng ta bàn về kỳ tháng 6 không? Nhưng thực ra không quá sớm đâu Minh Trang ạ. Bởi vì sao? Bởi vì rằng nếu các bạn nắm được lộ trình làm việc của các trường đại học tại Hàn Quốc cũng như là lộ trình của kỳ tháng 6 thì các bạn sẽ thấy rằng chúng ta bắt đầu chuẩn bị từ tháng 1 hoặc tháng 2 năm 2020 là thời điểm rất là tốt cho các bạn có dự định bay vào tháng 6 năm 2020. Bởi vì sao? Thứ nhất là theo lịch làm việc của các trường đại học Hàn Quốc, khi mà kỳ tháng 3 khép lại, tức là học sinh cũng một số trường là nhận được thư mời rồi, hoặc một số trường thì cũng dặn ra invoice hoặc là báo kết quả đỗ, thì đó chính là lúc mà các bạn nên chuẩn bị cho kỳ tháng 6. Vì là theo lộ trình khi học sinh nhập học vào tháng 3, tức là học sinh của các trường đại học tại Hàn Quốc sẽ nhập học từ đầu tháng 3 cho đến cuối tháng 3. Có một số trường sớm hơn thì sẽ nhập học từ cuối tháng 2. Điều đó có nghĩa là tháng 3 nghĩa là trường sẽ mở ra để xét hồ sơ cho tháng 6. Như vậy để các bạn có một sự chuẩn bị tốt nhất, chúng ta nên chuẩn bị hồ sơ trước đó một tháng. Tức là để nộp vào tháng 3 và bay tháng 6 thì các bạn cần hoàn thiện hồ sơ trong vòng tháng 2. Và quá trình học tiếng Hàn của mình nên bắt đầu từ tháng 1 hoặc là tháng 2 rồi. Đó là về lộ trình làm việc của các trường đại học tại Hàn Quốc. Thêm một điểm thứ hai, tại sao chúng ta cần chuẩn bị sớm? Bởi vì thì kỳ tháng 6 là một kỳ học rất là đặc biệt, do chúng ta vướng vào nghỉ Tết âm lịch. Chúng ta sẽ có kỳ nghỉ Tết dài, kéo dài từ 7 ngày cho đến 10 ngày, thậm chí là một số bạn cũng sẽ nghỉ 2 tuần. Đó là lý do mà nếu chúng ta không chú ý về thời điểm học, thời điểm nộp hồ sơ, thời điểm chuẩn bị nghiên cứu chọn trường thì các bạn cũng sẽ rất là dễ bị lỡ cho cái kế hoạch du học của mình vào tháng 6. Thêm một điểm thứ ba nữa là về vấn đề học tiếng Hàn, thì để có một sự chuẩn bị tốt nhất cho các bạn trong quá trình phỏng vấn với trường cũng như là phỏng vấn với Đại sứ quán Hàn Quốc tại Hà Nội hoặc là Tổng lãnh sự quán trong thành phố Hồ Chí Minh, thì các bạn nên có sự chuẩn bị tiếng Hàn càng sớm càng tốt. Đó là lý do mà cứ đầu mỗi tháng thì Du học MEP luôn luôn có một kỳ khai giảng dành cho các bạn nhập học. Chẳng hạn như là tháng 1 vừa rồi chúng ta cũng đã có cái ngày khai giảng của tháng 1. Và vào ngày mùng 3 tháng 2 năm 2020, tương đương với ngày mùng 10 Tết âm lịch, thì chúng ta cũng sẽ có một ngày khai giảng mới. Và ngày khai giảng này thì chính thức là dành cho những bạn mà mong muốn bay kỳ tháng 6 và đến với MEP để học tiếng Hàn miễn phí cũng như là chuẩn bị hồ sơ miễn phí. Đó là những lý do mà chúng ta cần phải có sự khởi động sớm cho kỳ tháng 6, Minh Trang. Chị có thể chia sẻ chi tiết hơn về lộ trình cho kỳ tháng 6, về quá trình nộp visa, quá trình nhận invoice từ trường cũng như là quá trình sang nhập học tại trường đúng không ạ? Câu hỏi này thực ra là một câu hỏi rất là thú vị, bởi vì đó là điểm mà nhiều bạn du học sinh cũng không hiểu rõ lắm, dẫn đến việc là thường thì MEP hay nhận được những câu hỏi khá là muộn từ các bạn. Chẳng hạn như là kỳ tháng 3 bây giờ vẫn còn bạn, có những bạn hỏi là em có kịp bổ sung bay kỳ tháng 3 không? Thực ra đó là do các bạn không nắm được lộ trình như thế nào, tức là khi nào trường sẽ nhận hồ sơ, khi nào trường sẽ trả kết quả, khi nào các bạn lấy invoice, khi nào lấy thư mời, khi nào nộp visa. Đó là những điểm mà các bạn cần phải hiểu rõ ràng để hình dung được hồ sơ của mình đang nằm ở bước nào, được xử lý ra sao. Bởi vì chỉ có hiểu chính xác thì các bạn mới theo sát nhất được cái lộ trình bay của mình, tránh trường hợp lỡ kỳ. Ví dụ nếu các bạn bay vào kỳ tháng 6, tức là cuối tháng 5 hoặc trong tháng 6 các bạn sẽ bay sang Hàn Quốc để nhập học, thì lộ trình của kỳ tháng 6 như sau. Chính thức từ tháng 3 hoặc cuối tháng 2 với một số trường sớm thì các trường đại học tại Hàn Quốc sẽ mở nhận hồ sơ cho kỳ tháng 6. Như vậy các bạn tính ngược lại, trong tháng 2 mình đã phải hoàn thiện bộ hồ sơ của mình rồi. Ví dụ đã phải hoàn thiện xong với xác nhận công việc thu nhập của bố mẹ, xác nhận xong về vấn đề học tập, xin tem vàng, xin dấu tín, dịch thuật công chứng đầy đủ, để khi vào cuối tháng 2 hoặc đầu tháng 3 trường mở nhận hồ sơ là các bạn có thể nộp ngay vào được. Bởi vì lợi thế của nộp hồ sơ sớm, tức là các bạn cũng sẽ được xét đầu tiên, Và những bộ hồ sơ sớm thì bao giờ cũng sẽ bạn sẽ có cái biên độ chọn trường rộng hơn là những bạn nộp hồ sơ muộn. Thứ hai, tầm khoảng tháng 3 trường nhận được hồ sơ của các bạn, thì khoảng cuối tháng 3 hoặc trong tháng 4 trường sẽ tiến hành gặp gỡ học sinh tại Việt Nam, hoặc là qua Skype hoặc là qua máy tính nếu mà trường không có kế hoạch về Việt Nam. Cái này là tùy vào kế hoạch tuyển sinh của từng trường. Như vậy là các bạn xác định là tầm cuối tháng 3 là tháng hoặc trong tháng 4 là mình sẽ gặp trường. Gặp trường xong thì các trường Hàn Quốc khá là nhanh các bạn nhé. Chỉ cần tầm 1 đến 2 tuần sau đó các bạn sẽ biết kết quả là mình có được trường nhận hay không. Và sau khi trường báo nhận, các bạn có thể nếu cần thì sẽ bổ sung thêm một số giấy tờ, hoặc nếu không thì trường cũng sẽ ra invoice cho các bạn. Invoice là gì? Invoice là hóa đơn đóng tiền. Và khi có invoice thì các bạn đã nghiễm nhiên được xác nhận rằng mình được chấp nhận vào học và mình có một suất ở trường đó. Sau khi các bạn đóng tiền theo đúng lộ trình của trường, tầm 1 đến 2 tuần sau thời điểm đóng tiền, nếu bạn là trường xin mã code visa thẳng thì trường sẽ tiến hành xin mã code cho bạn tại Cục Xuất nhập cảnh tại thành phố hoặc là tỉnh mà trường đóng. Hoặc là nếu mà trường ra thư mời thẳng thì trường cũng sẽ gửi thư mời thẳng về cho các bạn. Hoặc nếu là các trường gửi thư mời bình thường thì các bạn cũng sẽ nhận được thư mời sau tầm khoảng 1 đến 2 tuần. Trường nào lâu lắm thì hơn 1 tuần một chút thôi. Thế là các bạn cũng sẽ có thư mời vào khoảng cuối tháng 4, đầu tháng 5. Và đó là thời điểm để chúng mình sẵn sàng nộp hồ sơ vào Tổng lãnh sự hoặc là Đại sứ quán. Và các bạn cứ ước lượng nhé, nếu mà Minh Trang xin mã code thì sau thời điểm nộp hồ sơ xin visa khoảng 1 tuần, tại Hà Nội em sẽ có visa. Còn trong thành phố Hồ Chí Minh là sau tầm 4 ngày hoặc là cùng lắm là 1 tuần như lịch hiện tại của du học sinh MEP là các bạn cũng sẽ có visa. Còn nếu các bạn nộp thư mời thẳng, ở ngoài Hà Nội thì thư mời thẳng cũng như thư mời thường tầm khoảng 20 ngày thì sẽ có kết quả trả ra. Còn trong thành phố Hồ Chí Minh với cái số lượng hồ sơ xin visa ít hơn thì kết quả visa cũng sẽ được trả trong tầm khoảng 7 ngày hoặc là 9 ngày hoặc là 10 ngày. Trong thành phố Hồ Chí Minh thì có khác một chút là nếu các bạn không đi mã code thì 100% các bạn sẽ phỏng vấn với thư mời và các bạn cũng sẽ nhận được cái lịch phỏng vấn của mình. Thường là rất là ít bị lùi, trừ khi tổng lãnh sự có lịch đột xuất thôi. Còn lại là cái lịch này thì được bảo đảm khá là đúng giống như trên giấy hẹn của các bạn. Và tầm khoảng tháng 5 là bạn cuối tháng 5 đã có kết quả rồi. Trường nào chậm thì hoặc bạn nào nộp chậm thì tầm trong tháng 6 là mình đã có visa, và thường sau khi có visa là sẽ có lịch bay ngay. Đó là cái lộ trình từng bước một từ khi các bạn nộp hồ sơ này, gặp trường này, lấy invoice, nhận mã code hoặc là thư mời, nộp hồ sơ, sau đó là nhận kết quả trả visa. Đó là những cái điểm mà các bạn cần lưu ý để mình không bị lỡ kỳ nhá. Đáng chú ý thứ hai mà rất nhiều các bạn du học sinh Hàn Quốc quan tâm đó chính là về vấn đề chọn trường. Vậy thì chị có thể chia sẻ cho em cũng như là các bạn du học sinh Hàn Quốc tương lai được biết là chúng ta nên tìm hiểu và chọn trường như thế nào để có khả năng đậu visa cao nhất cũng như là phù hợp với khả năng và điều kiện tài chính của gia đình, đúng không ạ? Vấn đề Minh Trang nêu lên là một trong những vấn đề mà được rất là nhiều bạn quan tâm. Các bạn thì thường liên hệ với MEP và hỏi rằng là em khó nhất là bây giờ không biết chọn trường nào, em cũng không biết là định hướng như thế nào. Thì thực ra chị cũng luôn chia sẻ với các bạn rằng là chọn trường là một chủ đề rất là khó. Bởi vì sao là khó? Bởi vì thứ nhất là các bạn có thể là chưa bao giờ được đến tận trường đó, các bạn không hiểu tường tận về trường, và đôi khi mình chỉ nghe những thông tin trên mạng thì không phải là một định hướng tốt để chọn trường. Đó, các bạn khi vấn đề chọn trường thì nó là một quá trình. Đó, với vấn đề chọn trường đó là một quá trình nghiên cứu thực sự lâu dài, và các bạn cần sự đồng hành, sự phân tích, sự chỉ dẫn kỹ lưỡng từ chuyên gia có hiểu biết về vấn đề trường tại Hàn Quốc để các bạn có đủ thông tin và đưa ra quyết định của mình về việc trường nào là phù hợp. Chị nói vậy bởi vì sao? Bởi vì khi mà các bạn du học sinh đến với MEP thì hàng tuần trong quá trình các bạn học tiếng Hàn miễn phí ở đây, MEP đều có một buổi họp riêng với từng bạn một về định hướng chọn trường. Tức là các bạn sẽ có thể được lựa chọn từ 3 đến 5 trường. Lúc đầu là khoanh vùng phù hợp với thành phố bạn muốn này, phù hợp với hồ sơ của bạn này, phù hợp với nguyện vọng bạn có thể học tiếng xong lên chuyên ngành này, và phù hợp với cả cái sở thích của bạn trong tương lai. Bạn muốn trở thành người như thế nào, cá tính của bạn ra sao, tại sao bạn lại mong muốn rằng là em đến thành phố này không phải thành phố kia. Thì nó là một quá trình làm việc và tư vấn rất là lâu dài để bạn đưa ra được đáp án rằng bạn quyết định chọn trường này hay trường khác. Có một đặc điểm là ở MEP thì các bạn sẽ được tư vấn chọn trường và các bạn được quyền chỉ định trường mình muốn đến. Đó là lý do mà các bạn không phải quá hoang mang về vấn đề là em phải chọn trường nào ngay từ đầu, bởi vì việc chọn lựa đó rất là khó khi mà các bạn chưa có đủ thông tin. Thì để giúp các bạn có những cái hiểu biết ban đầu cũng như là tự đọc, tự nghiên cứu, thì MEP có tổng kết danh sách 128 trường trong năm 2020, gồm danh sách những trường visa thẳng, bên cạnh đó cũng như là những trường được chứng nhận trong cái bài viết mà chúng tôi cũng đã dẫn trên cái màn hình này để các bạn có thể vào tìm kiếm và đọc chi tiết về từng trường để mình hiểu hơn và có cái hình dung ban đầu về việc là trường nào là trường phù hợp cho mình. Em có nghe một thông tin đó chính là trong kỳ tháng 6 sắp tới thì không còn trường visa thẳng nữa. Vậy thì thông tin này có chính xác không hả chị? Thực ra một trong những cái đặc điểm của du học Hàn Quốc khác với du học các nước khác là chính sách rất là hay thay đổi. Và các bạn khi mà xác định là mình đi du học Hàn Quốc thì mình hay nói vui một câu là sống giữa những tin đồn. Kỳ nào cũng sẽ có rất là nhiều tin đồn và năm nào thì cũng sẽ có vô vàn nhiều tin đồn. Và cái tin đồn là bỏ visa thẳng thì cũng đã phổ biến trong những kỳ gần đây và những năm gần đây. Tuy nhiên có một thực tế các bạn có thể dựa vào quy luật, đó là cứ hàng năm vào cuối tháng 2 là thời điểm mà danh sách trường mới sẽ được công bố. Trong đó trường nào nằm trong top visa thẳng, trường nào là trường chứng nhận, trường nào năm nay không còn top nữa, trường nào là trường không được chứng nhận thì cũng sẽ đều được nêu rất là rõ. Và cho đến nay thì chỉ phải chia sẻ một thực tế là đa phần các trường đã biết được rằng mình có nằm trong danh sách visa thẳng hay không rồi, chỉ đợi công bố thôi. Thế cho nên là cái việc mà có thể bỏ visa thẳng tháng 6 là có thể vẫn chỉ là một dạng tin đồn thôi, thì các bạn có thể khá là yên tâm rằng danh sách visa thẳng và chính sách visa thẳng cũng sẽ vẫn duy trì trong năm nay. Bên cạnh cái visa thẳng thì có một điểm mà các bạn cần chú ý, đó là danh sách các trường được chứng nhận từ ngày 1 tháng 10. Và đây là một cái chính sách mới, thậm chí nó còn mạnh mẽ hơn là visa thẳng, bởi vì nó ảnh hưởng rất là nhiều đến du học Hàn Quốc. Thứ nhất là những trường nếu không nằm trong top chứng nhận sẽ cần phải đóng băng 10.000 đô trong tài khoản ngân hàng Hàn Quốc tại Việt Nam. Thứ hai là có một thực tế là từ đến nay thì có một hiện tượng là những cái bạn học sinh được chấp nhận bởi trường chứng nhận, thứ nhất là vừa không phải nộp 10.000 đóng băng này, và thứ hai là rất là nhiều bạn được trả visa thẳng mặc dù trường đó không nằm trong top 1%. Như vậy là uy tín và tín nhiệm bảo lãnh visa của các trường nằm trong chứng nhận ngày càng tăng. Nên là bên cạnh cái danh sách các trường visa thẳng thì các bạn cũng đặc biệt chú ý đến danh sách trường được chứng nhận này nhé. Và vấn đề đáng chú ý cuối cùng đó chính là về visa. Vậy thì quá trình xin visa và thời hạn nộp visa có gì đáng chú ý hơn so với kỳ tháng 3 không hả chị? Nếu mà Minh Trang để ý thì du học Hàn Quốc một năm sẽ có 4 kỳ nhập học chính, đó là xuân, hạ, thu, đông, tương đương với kỳ tháng 3, tháng 6, tháng 9 và 12. Thì trong 4 kỳ này mình có thể chia rằng 2 kỳ chính là tháng 9 và tháng 12, khi mà số lượng học sinh rất là đông. Bởi vì sao chúng ta lại đông? Bởi vì đó là thời điểm các bạn học sinh trung học phổ thông vừa tốt nghiệp, cũng như là rất là nhiều sinh viên cao đẳng đại học ra trường vào tầm khoảng tháng 6 và có bằng. Như vậy nghĩa là các bạn sẽ apply chính vào kỳ tháng 9 và tháng 12, dẫn đến việc kỳ này cực kỳ đông. Còn lại ngược lại kỳ tháng 3 và tháng 6 là những kỳ khá là thoáng, mình có thể nói là thoáng về mặt hồ sơ. Thì thoáng về mặt hồ sơ nó sẽ có hai hệ quả chính. Một là cái mức độ cạnh tranh để lấy được một suất ở trong một trường nó không quá căng thẳng như kỳ tháng 9 và tháng 12. Và thứ hai nữa là số lượng xin visa tại tổng lãnh sự và đại sứ quán thì cũng không bị ùn tắc, dẫn đến việc là các bạn ít khi bị lùi quá nhiều. Bởi vì nếu mà Minh Trang để ý là tháng 9 và tháng 12 rất nhiều bạn bị lùi phỏng vấn, có thể thậm chí chậm 1 tháng, có bạn hơn 1 tháng luôn, như vậy là lỡ luôn cả một kỳ. Nhưng mà hiện tượng bị lùi phỏng vấn rất ít khi xảy ra vào kỳ tháng 3 và kỳ tháng 6, nên chúng ta có thể chia sẻ thành thật là tháng 6 vẫn là một kỳ khá là thư thoáng. Nên nếu những bạn nào mà đã sẵn sàng về mặt hồ sơ rồi và thấy hồ sơ của mình không cạnh tranh lắm so với các em năm 2002 sẽ ra trường sớm thôi và điểm toàn là 8,9, thì chúng ta nên apply vào kỳ tháng 6 để chúng ta có nhiều cơ hội hơn và cũng tránh việc là bị lùi kỳ hoặc lỡ kỳ nếu chúng ta apply vào tháng 9 và tháng 12. Thì quy trình mà trả hồ sơ và trả kết quả ấy, ở tổng lãnh sự cũng như là ở đại sứ quán, thì nếu ở trong thành phố Hồ Chí Minh thì nếu bạn nộp mã code thì theo hiện nay chắc là tháng 6 cũng không có nhiều thay đổi, vì tháng 3 và tháng 6 tương tự như nhau, là em sẽ có kết quả sau tầm khoảng 4 ngày đến 1 tuần nếu nộp mã code. Đó. Còn nếu mà em nộp thư mời thì thường là tầm khoảng 1 tuần, chậm lắm là 10 ngày thì mình sẽ được gọi lên phỏng vấn với cả thư mời từ trường thẳng cũng như là trường không thẳng. Đó là trong thành phố Hồ Chí Minh. Còn ngoài Hà Nội thì các bạn theo một quy trình dài hơn một chút, do là cái số lượng hồ sơ nộp vào đông hơn. Nếu bạn đi mã cốt thì mã cốt các bạn sẽ được trả kết quả trên đại sứ quán trong tầm khoảng 1 tuần, lâu lắm thì cũng là 10 ngày thôi. Còn nếu mà các bạn đi thư mời thì thư mời thẳng thì visa cũng sẽ được trả thẳng ra trong tầm khoảng 20 ngày. Còn nếu mà gọi phỏng vấn thì các bạn cũng sẽ có lịch phỏng vấn cũng sau tầm khoảng 20 ngày đến 1 tháng, chứ không lâu như kỳ tháng 9 tháng 12 là cứ lùi mãi. có bạn lỡ luôn cả một kỳ. Thì đó là điểm các bạn có thể để ý về cái việc nộp và trả visa của kỳ tháng 6 so với những kỳ khác, để mình có thể chủ động hơn về kế hoạch nhập học và nộp hồ sơ của mình. Em có tìm hiểu qua về những chính sách mới mà sẽ được áp dụng vào kỳ tuyển sinh tháng 6 năm 2020. Thì trong chính sách đó có nói về luật 10.000 đô và điều kiện sinh viên phải có TOEIC 2. Vậy thì chị có thể chia sẻ chi tiết hơn về chính sách này không ạ? Thực ra đây chưa hẳn là chính sách mà nó vẫn ở những dạng là dự thảo thôi. Dự thảo tức là có thể áp dụng và có thể không áp dụng. Thực tế trong 2-3 năm gần đây thì mình cũng đã có rất là nhiều dự thảo, nhưng căn cứ vào tình hình thực tế thì dự thảo không được áp dụng và vẫn dừng lại ở mức dự thảo để xem xét thôi. Thì trong thời gian vừa qua, nếu bạn quan tâm đến du học Hàn Quốc, các bạn cũng sẽ nghe rất là nhiều đến những cái dự thảo về chẳng hạn như là học sinh phải có TOEIC 2 trở lên thì mới có thể đi du học Hàn Quốc hệ tiếng visa D41 được. Chị vẫn nghĩ rằng cái này có thể vẫn duy trì mức dự thảo, hoặc nếu có áp dụng thì sẽ là sinh viên có trình độ tương đương TOEIC 2. Bởi vì có một thực tế là ở Việt Nam bây giờ rất là khó để em đăng ký thi được TOEIC 2, do số lượng các bạn đăng ký lúc nào cũng vượt lên rất là nhiều cái số chỗ các bạn có thể ngồi xuống để thi TOEIC 2 được. Nên mặc dù học sinh tiếng rất là khá, nhưng thường các bạn có thể chờ sang Hàn Quốc thì việc đăng ký thi TOEIC dễ dàng hơn. Nên cái dự thảo luật này có thể cũng sẽ chưa được áp dụng trong kỳ tháng 6. Thứ hai nữa, một cái dự thảo khác đó là có thể kỳ tháng 6 100% các trường sẽ áp dụng luật 10.000 đô. Tức là gì? Để được chấp nhận nộp hồ sơ, các bạn sẽ phải đóng băng tài khoản của mình 10.000 đô trong ngân hàng Hàn Quốc tại Việt Nam, ví dụ như Shinhan hoặc Ori. Nhưng thực ra thì cái dự thảo này cũng chưa chắc chắn. Bởi vì sao? Bởi vì hiện tại chỉ mới áp dụng cho những trường không được chứng nhận thôi. Còn những trường được chứng nhận thì các bạn vẫn có thể thoải mái chứng minh tài chính theo hình thức cũ. Tức là nếu các bạn đi những trường không nằm trong top 1% thì các bạn chuẩn bị một cuốn sổ tiết kiệm gốc trị giá khoảng 9.000 đô để trước 6 tháng nộp vào đại sứ quán là được. Nên cái luật 10.000 đô này thực sự có áp dụng hay không thì chúng ta phải chờ đến luật mới được ra vào cuối tháng 2 đầu tháng 3, khi mà luật chính thức công bố cho cả năm. Còn lại tất cả bây giờ vẫn ở mức dự thảo, nên chị thấy rằng có thể là chúng ta cũng không có nhiều thay đổi mới ở kỳ tháng 6 đâu. Nên các bạn cứ yên tâm học tiếng thật là chăm và chuẩn bị hồ sơ thật là tốt nhé. Thời điểm thích hợp nhất cho các bạn du học sinh Hàn Quốc muốn đăng ký kỳ tuyển sinh tháng 6 thì các bạn nên nộp hồ sơ tại MEP vào lúc nào hả chị? Để chuẩn bị cho kỳ tháng 6 thì như chị có chia sẻ vừa rồi, MEP cũng đã nhận hồ sơ từ ngày mùng 6 tháng 1 vừa rồi, và hồ sơ sẽ được nhận trong vòng cả tháng 6, cũng như là chúng ta cũng sẽ có một ngày khai giảng riêng, bởi vì MEP cũng hiểu rằng là các bạn thời điểm này là đang phải chuẩn bị Tết rồi. Ở ngoài kia thì cũng đã rất là rộn rã mai vàng này, đào hồng này, bánh chưng lá rong rồi. Nên là các bạn cứ yên tâm nghỉ Tết, và ngày mùng 3 tháng 2 dương lịch năm 2020, hay là mình quy ra lịch âm thì sẽ là ngày mùng 10 đấy Trang. Tức là ngày mùng 10 Tết các bạn ăn hết bánh chưng rồi, ăn hết giò rồi, các bạn có thể đến MEP khai giảng nhập học cho kỳ nhập học mới. Và đó là thời điểm mà chúng ta sẽ ngồi xuống tập trung làm hồ sơ, tập trung cùng nhau chọn trường và tập trung chuẩn bị tiếng Hàn thật là tốt để bay kỳ tháng 6. Cảm ơn những thông tin chi tiết mà chị Hoàng Quỳnh Nga vừa chia sẻ với chúng ta. Hẹn gặp lại các bạn tại MEP ngày mùng 10 Tết.